đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu những bức tranh nha. Mình sẽ tô màu những bức tranh con vật và đồ vật, hoa quả và những thứ khác. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Thank you.